Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 do Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh chủ trì với sự tham gia của các bộ trưởng kinh tế ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và đại diện Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN. Hội nghị AEM 52 đã tập trung giả soát tiến trình triển khai các sáng kiến về kinh tế trong năm 2020 khi Việt Nam giữ vai trò chủ tịch, thảo luận, cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 và ứng phó của khu vực, bao gồm cả khả năng xây dựng kế hoạch phục hồi toàn diện của ASEAN, thảo luận các khuyến nghị của nhóm đặc trách về hội nhập kinh tế ASEAN, báo cáo của các quan chức kinh tế cao cấp SEOM lên các bộ trưởng kinh tế, thảo luận nội dung chuẩn bị cho đối thoại với hàng loạt đối tác của ASEAN cũng như với cộng đồng doanh nghiệp khu vực. Các bộ trưởng đã xem xét và thông qua một số văn kiện chính do Seom trình lên gồm: chỉ số hội nhập số ASEAN, tài liệu tham chiếu TOR về kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo ASEAN, hướng dẫn thúc đẩy kinh doanh toàn diện trong ASEAN. Trong đó, chỉ số hội nhập số ASEAN và tài liệu tham chiếu về kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo ASEAN là hai trong tổng số 13 sáng kiến ưu tiên của Việt Nam cho năm chủ tịch ASEAN 2020. Ngoài ra, hội nghị AEM 52 cũng đã trao đổi quan điểm về các diễn biến kinh tế ở góc độ toàn cầu và khu vực, bao gồm cả tác động kinh tế của đại dịch Covid-19, thảo luận trong nội bộ ASEAN về định hướng đàm phán hướng tới mục tiêu kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định RCEP vào cuối năm 2020 theo chỉ đạo của các nhà lãnh đạo.